Tôi xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay là buổi sáng nha. Ở xóm của Tiền thì cũng được anh Quy có gửi tặng là 100 phần bún thịt khè với lại 100 chai nước Mirinda nha cả nhà. Thì mỗi một chai nước vậy là 5.000, còn bún thì 15.000 một hộp nha. Thì hôm nay thì bà con thì cũng lại thì em cũng thay mặt cho anh Quy gửi tặng những phần bún này với nước cho bà con nha. Trước tiên thì gửi tặng thì em cũng cảm ơn anh Quy rất là nhiều luôn. Chúc anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Công việc thì lúc nào cũng gặp thật là nhiều may mắn luôn. Rồi bây giờ thì anh Quy gửi tặng cho bà con là 100 phần bún với lại nước Mirinda nha. Chúc bà con mình ăn sáng ngon miệng. Thím Ba thì bốc giá với bún nha. Bên Tiền thì bì nè, với chua với lại thịt nha cả nhà. Bì nè, với chua nè, thịt đó thì Tiền sẽ để lên lớp mặt hộp này cho chú nên. Hả? Đây, cái phần mỡ hành này mình gướng lên luôn. Bên đây thì sẽ có đậu phộng nữa nha. Đây hình. Đây một dĩa bún vậy nè, là 15.000. Về đó. Rồi đây dĩa này của ai? Dĩa bổ. Rồi chú bút ngon miệng nha, hôm nay anh Quy gửi tặng. Cảm ơn chú nha, rồi hợp lên nữa cho chú Ninh. Dạ. Lộ bộ nha, nước lên nè. Xăng quần hả bút? Vân không lộ gì. Tiền cho chị trước hộp. Chị mặn phải không? Ừ. Dạ rồi. Đây bút ơi, giờ lấy đũa ăn luôn hả bút? Cảm ơn chú Quy nha. Dạ. Dưa chua, mỡ hành, đậu phộng. Rồi vậy thôi. Rồi chúc Hạnh ngon miệng nha. Ừ. Thằng này biểu nè. Mày lại được mà chạy cái đầu mà chị ơi. Ta để đầu xù xù cho đẹp, còn kêu ta chạy. Đâu có, người ta mới ngủ dậy. Rồi chị ơi, em gửi luôn. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Lên bảy ơi. Dạ ghé luôn mà Sáu ơi. Ghé đợi đi. Tao đựng tao khỏi tốn. Rồi chúc ngon miệng nha. Nó dễ cho đẹp dạ. Không? Của ai lên luôn nha. Dễ tới giờ bà ba không để vô bà ba. Rồi để bất kể đâu. Dạ. Để ra sắp hàng không bà, không sắp hàng là không làm đó. Rồi đây mình ta đơn. Kìa kế con. Đây cho Tiền gửi. Ừ. Mẹ con mà lấy nước đi. Một chai. Ừ, một chai. Đây con đi qua bển đi. Dạ, dễ bên kia luôn. Rồi con gửi của Hoa luôn. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi dĩa này của ai lên giùm con nghe, lấy nước nha. Dĩa bà ba. Rồi con gửi bà ba luôn. Bác Năm hả? Bác Năm ngon miệng. Dạ. Dĩa này trước đi. Dĩa này hả? Dạ cho bún thịt khè. Cái này nước nôi quá cho nên không có làm đồ nước. Đây dĩa này của ai? Rồi chúc chị ăn ngon miệng nha. Có nước mắm chưa? Đây đây. Thứ ba nhớ lên lại nước mắm nha. Có. Dạ. Xuống lấy nước giùm em đi anh ơi. Có nước mắm rồi. Có rồi. Còn lấy nước mắm hồi thiếu phần tao. Đây. Cảm ơn. Lấy bọc cho bà Sáu. Sáu bọc để vô. Sáu ơi. Rồi chúc bà Sáu ngon miệng nha. Cảm ơn luôn. Dạ. Anh Huy chúc cho bà hả? Con mình ăn ngon miệng nha. Cái bên lấy dĩa ra giùm con. Tại vì hộp không có đủ. Hộp còn ít đó. Sợ thiếu hộp. Rồi đây chúc cô Châu ngon miệng nha. Này có bác Năm thôi Năm. Dạ. Lấy nước luôn. Năm lấy nước đi. Rồi tới. Tới luôn, tới luôn. Rồi hết rồi đó.
À, ông Năm là tới anh đó. Để cho làm rồi đi rồi. Dạ đây. Chúc bác Năm ngon miệng, bác Năm lấy trái nước giùm con nha. Cảm ơn. Đây chính. Rồi. Đây em gửi luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi chúc con mẹ nha. Nhớ lấy bọc để vô giùm em. Cầm luôn hả? Cầm tay. Để bọc nha. Nó bội khỏi lấy bọc. Bốn bê, đúng bê, mày vô, mày vô. Đây đi à. Rồi, chú bác Chính con mẹ nha. Bác Chính lấy nước nha, bác Chính ơi. Bà Hai. Nhìn đi thịt phải không? Bà Hai ăn bún dưa leo. Bún dưa leo. Hai cho bà Hai chai nước tương nha. Cho ba miếng dưa chua nó được á. Bì nó được á, ừ. Bì nó tương mà. Bì tương. Hỏi phải không? Rồi. Miếng dưa chua. Miếng dưa chua nó đòi hỏi dưa chua. Dưa chua bắt bên đây à, bên đây nè. Mồi dưa tích lên. Cho nó thơm. Đây bò. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, bốt gần xe luôn. Đem mốt. Đây. Con gửi luôn chú bút con miệng nha. Rồi. Tặng Út ơi. Hôm nay là anh Quy tặng. Rồi cho tiền gửi chúc em ngon miệng nha. Ừ. Làm hộp bốt luôn nha anh ba. Còn ai nữa không đi lên nha. Lên kêu lại không ghé đó. Đi luôn đó. Đi luôn nó dặn rồi đó. Gặp nhau làm ngơ đó. Cảm ơn nha. Dạ chúc hai ngon miệng lấy nước thay ơi. Rồi, cho bút ngon miệng nha, lấy đũa nhốt, bọc nhốt. Rồi, còn hai nữa không? Lên nha. Bé nó lên lấy bún đó. Đắt. Ở dưới chưa có ai hay hay sao không biết. Đây, đưa bác ba làm. Ông nội mày bên này đâu có tiêu rồi, không thấy. Không. Nội mày đâu hôm nay không thấy không? Chú Năm qua lấy nước cùng con chú Năm, cần gửi luôn. Lấy nước đi con. Rồi chúc chú Năm ngon miệng nha. Hậu lấy chai nước. Bờ thằng ấy lấy chai nước vô bọc đi. Ép vô, ép vô. Vô bờ lại nha. Rồi đây Hậu. Chị Tiền gửi, chúc em ngon miệng nha. Cảm ơn. Cảm ơn chị Tiền. Cảm ơn chú Quy. Nên chú Quy. Rồi, đây cho tiền gửi em. Cảm ơn chú Quy. Ăn mà mất cỡ nữa không? Nha. Hả? Nhăn. Gửi cho bà nội. Mất cỡ nữa kêu lấy không lấy nữa không? Làm cho bà Út không hợp đến ba. Bố có lên đâu. Lấy hai chai nước được không? Lấy hai chai nước bỏ vô bọc để bọc rồi. Gửi cho bà nội bờ hợp luôn. Nè chỗ này nè, căng nè. Ừ. Dùng quá rồi. Bún mà bún nó bông. Bún heo ở lộn. Bún đi anh lấy ơi. Lấy bún ăn nè. Sư Quynh. Lấy nè. Luôn. Để vô. Lấy luôn mới chịu. Ổng chuyên gia ha, kêu ổng kêu ổng chạy cái tên cái. Xe không có trơn, không thắng đi. Ủa xe không thắng hả? Kêu đây mà chạy tới làm xiên chứ mới ghé được. Vậy à. Chậu đây chặt phải không? Chặt la nữa. Chặt nó đụng xe mình luôn đi. Nè, chị Tiền gửi, về đây đũa nhà ăn hả gì? Đũa nhà ăn đi. Rồi. Ừ. Đũa nhà đi nó bự dễ gấp. Rồi ông lấy chai nước cũng đi. Ấy bọc giùm em luôn đi anh trai. Đây em gửi luôn. Rồi chúc ngon miệng nha anh. Ngon luôn.
Dạ lấy đũa nè, ông lấy đũa đi nha. Dạ. Dạ. Nó đũa bự dễ ăn, mau để đũa nhỏ lùng lùng gấp lâu cũng nói vậy đó. Bún đi. Tại vì mắc cỡ. Nhìn mặt là biết con ai rồi đó. Bún này đen. Nhìn mặt là biết con ai rồi đó, ăn bún không? Bún không bé. Bé bằng bông. Sao càng ngày rau càng ít vậy? Cho miếng rau nữa đây. Thấy con nít kìa, để rau ít. Bé ướt bộ đồ có vô thay đi nữa. Vậy hả? Bạn đồ ướt mình đi luôn, đi về hết thôi. Nước nay ngập lên dữ hả Nam? Lúc đâu đi đâu, đi bên đường bên đất. Dạ. Đi đường tắt nha. Nam ơi, Nam lại dạch bọc cho giùm con đi Nam. Rồi đây con gửi chiếc hộp nha. Em qua em lấy ba chai nước đi, để vô cái bịch đi. Để chung bọc nha Nam. Xé ra được không? Ừ, xé được không? Cái bọc kìa, cái bọc kia bà nội nó dạch ra kìa. Ba bà cháu ba chai đi. Bà cháu bà không ăn không vô trong còn bà. Ừ, trong chú hai cũng ăn. Mà con cắt đi. Rồi đây. Thật đồ. Cầm nha, cầm chắc nha. Thêm chai nữa không? Thêm chai nữa, ba hộp ba chai. Ừ. Rồi xong. Thở đi mình. Bị giống không? Ngon lắm. Dài, ừ không có đứt. Dài không nghe không đứt. Không có nó cũng mấy mà. Rồi đây con gửi luôn. Rồi. Rồi lên luôn. Cảm ơn ai? Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quy. Cảm ơn chú Quy nói hả? Ca, ca. Cảm ơn. Chú Quy. Mặt chân lụi vậy. Nước này nước lớn nhóc rồi kìa. Ngạc chai nước. Hồi bữa giờ này là lớn trời. Ờ, nước này lớn trời. Bún thịt khè đi. Đẹp gái quá. Cái gì cũng tặng hết hả? Dạ, nước tặng với nước, lại tặng bún của Nam chị gửi tặng. Dạ. Chị ở đâu thấy lạ à? Chị đâu thấy lạ à? Gì hả? Cô này là hôm bữa có mua cái gì nè ta? Cơm dẹp đúng rồi, cơm dẹp. Cũng nhớ hay ha. Tôi đi bộ. Coi là tập thể dục. Thể dục á. Mặn hả? Dạ đồ mặn cô. Vậy à? Dạ. Bên nào đây, cái này bên nào đây? Con là nét sống đồng quê. Đồng quê. Dạ. Sống đồng quê. Đây tôi ở Úc nè. Vậy dạ, hả? Cô Úc hả? Dạ. Về nước ha. Hả? Về đây chơi nào, về đi. Về bây giờ bệnh đó mà. Vậy hả? Dạ. Đây con gửi cô. Tiền à. Dạ không, bữa nay mà có bánh đồng quê tặng chị. Dạ, cảm ơn nha. Dạ rồi. Chúc con nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Rồi, lên luôn Kiếm Bay. Lên luôn. Chị Ba ăn bún không? Bên Úc mấy người bạn cũng có hộp hộ này nè. Dạ. Chị Ba bún không? Học coi nha. Coi đi nha. Lắc tao về tao ăn. Mày coi đi, chừa tao về tao ăn. Chưa đi hả? Đang đi hả? Để ăn tao hộp bún. Ăn hộp bún no mới đi phải không? Nấu trễ rồi, tới giờ chưa chín nè. Gì hả? Thầy nữa. Đi ghe hả chị Ba? Nó đi đám tầng bà vợ chồng. Dâu này có hiếu lắm nghe. Tới ba tầng mới lên á. À. Ừ, bả vậy. Đi lên sớm mà. Đi lên sớm tao phụ rồi. Lấy bịch để được. Rồi, đây. Cầm luôn chị. Lấy đũa không? Đây, em gửi luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, lên luôn. Rồi, dạ, lên luôn. Kìa, Duy nó ra nữa kìa. Lẹ ra bé ơi. Bé nó ra rồi. Không, con không lấy dĩa. Kế bên mà không chịu lấy dĩa. Cô bà đâu rồi? Cô nào? Cô Châu á. Cô Châu nãy lấy rồi. Lấy rồi hả? Ừ. Rồi quên ha. Nhiều người cũng quên. Để nhớ. Rồi qua lấy nước đi em. Mà đây nước. Cho tiền gãy. Rồi chứ à, em không miệng nha. Rồi đẩy lên luôn. Mấy đứa nhỏ đó chắc xuống đó. Không, mấy nhỏ không phải. Ngay gốc mặn. Rồi ông đậu ngay. Bảy, bảy với con đậu đó, bảy ơi. Trời ơi, hên thôi mấy cài. Ông nói địa gốc mặn, ông địa trước.
ổng lên ổng đợi cái máy cày cái hết hồn. Dạ mặn. Dạ. Sao? Có tu không mà đòi hỏi mặn hay tương nữa. Được không? Nó dễ, nó dễ nha. Hợp chứ không có bọc. Này bún khô. Hợp không ổn ơi. Chú hợp luôn ha. Anh hợp luôn ha. Rồi đắt khách quá trời rồi. Dạ. Dạ. Có bắt số không? Bắt số nha. Bắt tài, bắt tài. Bắt số đi. Bé Bảo hả? Bé Bảo. Bảo lấy nước trước đi Bảo. Sắp hàng vô nè. Sắp hàng đi, để thôi. Nằm phần cuối á. Nè, giữ tiền gửi. Rồi, chúc em ngon miệng nha. Dạ không, bữa nay anh Huy gửi tặng. Đưa vài triệu gì đó, không đưa đi. Lấy nhiều chứ không lấy hết nè em bà. Ừ. Luôn hợp luôn phải không? Rồi. Rồi, của chú Quảng này. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ bà lấy cho nước chú Quảng nước thôi. Luôn. Nè, nè, đũa nè. Nước luôn. Một chai nước, tặng một chai nước luôn. Rồi, là khỏi uống cà phê luôn. Cà phê ế luôn đi. Cho cà phê ế luôn đi. Ngồi bắt gượt mình chạy không kịp bây giờ ấy. Không. Rồi, đây. Mấy cắt ra, không cắt ra mà ngồi. Chú Sáu lấy cho nước luôn chú Sáu. Đúng không? Hai phần đó, ông lấy hai phần hai chai. Cho bà nội có bọc bãi kìa anh Sáu đó. Không, người già. Ủa anh nói nhà có người già không? Không. Ờ, không có thì lấy một phần. Là ưu tiên bà nội. Dạ. Ưu tiên người già. Người già với người bệnh đi không nổi á. Rồi lấy hai chai nước giùm con luôn. Đuổi gãy lên lấy luôn đi. Để chị tiền chút xíu nha. Để chị tiền chút xíu nha. Để chị đợi một chút. Rồi đây của anh ba, chú anh ba con miệng. Lấy nước nha anh ba. Luôn. Dạ. Đũa nè, đũa nè. Đũa dạ. Kìa, nước kìa. Tự xử đi. Cho anh xin cái bọc cái gì? Dạ, bọc đó, nhớ tay lấy giùm em. Thiếu ớt rồi. Không có ớt rồi. Có nước mắm có ớt rồi. Rồi đây tới khoai. Rồi chúc luôn con miệng nha. Kìa đưa dĩa qua đó đi chú ba. Kìa làm dĩa cho chú ba kìa. Không làm, không đưa dĩa là làm hộp không. Kìa kìa. Hướng ngoài đó đó. Thì gời hồng chúng số 2 tỷ mua đất các nhà xin. Đây gửi chúng. Tưởng chúng số rồi cái tôi làm từ thiện cái gì để các nhà xin cơ xin từ thiện ăn. Tiền là không được rồi. Bởi vậy mới giàu bà. Đó đó. Rồi giúp chú ba con miệng qua lấy nước giùm con luôn, lấy nước luôn luôn ơi. Rồi, mấy lấy nước rồi, đi, mấy đứa lấy cái nước, lấy nước đi. Dạ, vậy cho mấy đứa trước hả chị? Dạ, chị về rồi ai đây cho già rồi ăn sao một chút đi cho trẻ ăn trước. Đây, cứ đứa nào lên đây giùm chị tiền đi lấy lấy nước, bọc, trước lấy đi. Nước luôn. Chị tiền gửi. Rồi chúc tiên con miệng nha. Ừ. Nè, đứa lấy cho nước. Thích nước nào đó, nước gốc nước luôn đó. Chú Năm ơi, chú Năm sao hay là chú Năm trước nè chú Năm ơi. Dạ. Còn nhiều ơi. Còn nhiều. Rồi đây cho tiền gửi. À. Rồi lấy nước luôn nè, bước lên luôn. Dạ cho hệt. Cầm lấy dĩa đi Tư. Bún thịt kìa. Ừ. Có tô rồi. Rồi cho tiền gửi nhà luôn. Rồi lấy chai nước nha. Vậy chị hoài tôi quýnh giờ. Thím Năm lấy dĩa thím Năm. Ăn cho dễ. Thật kìa. Nè chú Năm. Thôi để nào. Lấy chai nước. Đậu phộng với dầu ai hành thử quá. Rồi đây con gửi luôn. Dạ. Lấy đũa không chú Năm? Hỏi lấy hành khử với đậu phộng cho bà.
không có lấy hành thử với đậu phộng ha. Rồi con gửi bà Tư luôn. Cảm ơn hai con. Dạ. Lấy chai nước nè Tư ơi. Lấy chai nước bà Tư ơi. Chị Tiền ơi, ra lấy bọc giùm em đi chị Tiền. Bên đây. Chút kìa, lại đây. Dặn tôi chừa cho chứ. Dặn. Có mặt lấy à. Mà khó lắm, cái này mới khó tính lắm. Rồi đây, một hộp. Để trong hai hộp luôn. Rồi, lấy nữa đi cho thiếu người ta đi. Nè, lấy nước mắm không? Mắm nó để hộp rồi đó. Bữa nào nếu mà tôi quên mới không để thôi à. Rồi tôi ghét là tiền tôi không để thôi à. Về không có mắm ăn chơi vậy. Rồi đây em gửi luôn. Rồi lấy hai chai nước cho em để vô bịch luôn nha chị. Kiếm năm ơi, gửi năm không năm ơi. Rồi lấy chai nước chùm con luôn nha. Dạ. Tiền đủ hết rồi phải không? Rồi đủ hết rồi. Đủ hết rồi là mình đi lên. Ghê không? Hát sao bảo tới rồi đi quỷ. Rồi đây cho tiền gãy thầy lấy chai nước luôn. Lấy chai nước đi em. Rồi. Hết rồi đó em ba. Đẩy lên luôn. Đúng rồi. Cởi gì cũng đựng được, trộn lên ăn được à. Bà Tám ơi, bà Tám qua lấy bọc giùm con nha bà Tám. Lấy chai nước đi qua lấy bọc luôn bà Tám. Trời ơi, 39 ngàn la đít cái lỗ tai luôn. Đây. Rồi con gửi bà Tám nha, chúc bà Tám ngon miệng. Dạ. Kìa mua đồ chơi 39 ngàn kìa. Vinh Vinh. Mẹ con mày mua mất tao đưa tiền. Đại gia mà. Đây em gửi luôn. Dạ. Dạ với xương kìa lấy nước đi. Lấy nước đi chị. Nước đi, hai chai nước đây mẹ con đi. Để ăn không, con không ăn nó biết không. Bốn lấy bún nè bốn. Rau hộp này không rau. Dạ bốn thịt khè. Bún thịt khè. Lấy hai chai nước đi, rồi lên, mập. Rồi đây. Chưa giặt bọc hả? Nó lỡ đứng thật sự gì không biết nữa. Nó ăn nó đâu ăn rau luôn hả chị? Ờ không rau để đó. Ừ, để gì chua không? Để miếng đi. Miếng không? Rồi. Nè mập. Mập kêu mập cho nó mập luôn. Ủa. Vinh cầm Vinh. Cầm Vinh. Trời ơi cầm Vinh cầm Vinh. Cho gửi lời cảm ơn nha. Dạ. Bà chữ gì mà chữ bà không mà có quảnh không? Có đâu. Vậy sao? Ừ. Người ta có con cái người ta ăn này tháng là đang ăn có mình lên mà. Đăng lên mạng mình thấy thèm. Trời gì đó làm cho tức chơi. Tới thôi nôi là mời láng hết luôn hả bố? Tới đó đi rồi đừng nói ừ thôi nôi cũng mời nữa. Đây em gửi bút nha. Bút đó là mà gì nè 6 tháng 5 tháng làm lần nữa cho bà. Ừ. Tới 5 tháng chiều nãy ừ cái 5 tháng làm bút mấy lần nữa. Nửa tuổi 6 tháng. Ừ 6 tháng nửa tuổi nữa đó ừ. Nó đừng ra làm nha. Rồi đây, giải bé nó luôn. Lấy rồi, hai chai nước luôn Út ơi. Rồi, lấy hai chai. Rồi, chúc hai bà cháu ngon miệng. Dạ dạ. Ủa ai đâu mới lên à. Rồi lên. Vô kìa. Không, cứ nằm không sao. Rồi đó, xảy rồi. Đây, nó núp đèn nè. Nè. Xảy đây đó, rồi xảy vô. Ba nội, bà ngoại đâu? Cái ngoại mày ăn không lấy dĩa ra cái ngoại lấy dĩa cái lấy bún ăn cái gì trời bún ơi rồi đây cô Hiếm đây con gửi Hiếm luôn lấy cho nước giùm con nha bọc đây là Hiếm lấy bọc nè bọc mày tét đâu cô ta ừ bỏ vô bọc tét rồi đó đang bé nó ra nữa kìa bảo lấy cho nước đi. Ừ. Lấy chai đi. Rồi đây gửi luôn nè. Nè. Mấy thằng bé lấy nước chai đi. Nước rồi nước rồi rồi. Thích nước nào lấy nước đó hai loại.
nước này đi, cái xanh nước đỏ. Vô hai anh em nó bọc đi. Đủ hộp không mấy ba? Đã thiếu, còn mấy hộp. 7 không đem dĩa ra hả? Bà bán tương ăn mặn. Này mặn nha, đây đầu mặn nha 7. Tương là rồi lên trên nước không? Rồi. Bán bún dưa giá không? Bún dưa giá dĩa cho giùm con đi. Này này con. Này bé, hai đứa. Cảm ơn. Trời. Đi cho bác bên vô lấy dĩa đi cho 7. Để còn ít hộp con sợ thiếu hộp rồi 7 ơi. Để nhường cho mấy người đi làm á 7. Cho bà bún với rau luôn nè, như chua. Ừ, chỉnh tương ha. Rồi, đây chị tiền gửi em. Rồi, chúc em ngon miệng nha. Hai, bốn, bảy hộp. Bảy hộp hả? Này bốn đứa rồi. Còn ba hộp nữa phải không? Ừ. Coi chia ra nghe ba. Chia gì? Ra ba rau ấy đồ này kia chia hết. Ừ. Rồi đứa lấy chai nước đi rồi. Lấy nước rồi lấy bọc rồi giặt cho con. Ừ, ta ăn nước nào đó ăn. Nước nào đó ăn cũng được, uống cũng được. Uống mình hết tàu lắm nè. Xé ra con, xé ra. Đây. Kìa con bé nào lên trước kìa, lên trước lấy con. Lên đây. Cảm ơn chú Bọc rồi con, bỏ vô bọc. Nắm lấy bọc để vô hả? Không gặp giặt lần nữa. Bún kìa. Con lại lấy bún lấy bọc giặt. Rồi qua đây. Trời ơi nè, bọc nè con. Qua đây đứa nào xong rồi, qua đây. Bọc giặt cho con. Ừ. Ông tôi lấy nước không lấy bún. Hết bọc rồi, dạ. Ở đặng có ai ăn kêu lại giùm con lấy dĩa lại. Dĩa hết bọc rồi Tư ơi. Hết bọc, hết hộp. Nè con qua điền bển kìa, con lấy bọc vạch ra. Rồi đâu, tới bé nào, lẹ lẹ vô đây giùm chị tiền nè. Lấy nước lên trước. Rồi hàm lấy nước trước không. Rồi vạch bọc ra đây cho tiền để vô cho. Rồi dính cái đó. Rồi chúc em ngon miệng nha. Rồi đi vòng một bển lấy bò lấy bún. Lấy bọc vạch ra, lấy bọc vạch để đi không. Chạy về để hơi nó gớt hết, không về nhà không có ăn. Rồi dạch bọc ra cho tiền bỏ vô cho. Dạch ra đây. Rồi chúc em ngon miệng, lấy nước hết chưa? Mấy đứa, còn mấy đứa nữa. Còn hai đứa nữa đó. Ủa nãy bốn thằng, giờ té gạch tới sáu thằng. Thế này thôi bà, nó nghỉ học đi chơi. Nghỉ học là thứ bảy nè. Dạ. Rồi dạch bọc ra. Rồi chúc em ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn lớn lên, cảm ơn lớn lên. Chú Quy. Ừ, nó không lấy đũa cậy nó đi. Tiền. Không lấy đũa, nó không có đũa nó ăn. Thằng nào không lấy đũa thằng đó không có đũa ăn. Rồi dạch bọc nha. Rồi chúc em ngon miệng. Ừ. Lấy đũa nha. Trời ơi. Rồi, để như chưa rồi quên nữa. Không. Rồi đây mặn, ông Tư luôn. Tư nó lấy cho nước, con chuyện cho nước ba. Ba chuyện cho nước. Nè, hai chai. Một chai à? Có ông nè, dĩa nào của ai? Của bà Tư hả? Ừ, bà Tư dĩa. Tới đây rồi. Tới đây rồi vậy. Dạ, tới đây rồi cô. Bé lấy không bé? Còn hộp cuối nữa. Còn hộp cuối cùng đó cô. Rồi, con gửi ông Tư luôn. Cảm ơn. Dạ. Vậy hả? Rồi. Ừ. Ơi, đừng cái bì con. Đừng bì, không có đừng bì. Không thoái bì. Ừ. Bì nó dai dai. Kèn bé nó ra nó hợp đầu cho nó. Lấy cho nước nha. Hết trơn. Nãy con lấy dĩa ra. Con rủ cái đuôi. Vô lấy dĩa ra. Thì nhạc có đuôi rủ. Ừ. Ở đây không được. Ừ. Ba mới đi ăn chậm ta về. Xíu nó không có hộp con nghỉ ăn đó con. Con cái trời. Tại vì cái này á, mình còn hợp ít á cả nhà. Rồi sáng không có đi chợ.
rồi tính là mấy cô mới chú lấy rồi chưa chưa đợi lại em, lấy nữa đợi em vô luôn nó đợi con bé này nè đợi con bé này lấy hộp nè ăn bích dạ. Nè nè con cho nước nè con rau hả gì hả nè con cười gà anh cầm cho nước anh cười nhe răng luôn kìa thì ai lấy ba bệnh mắm bỏ ra mày nha cho đèn gãi cảm ơn là lớn lên đừng xe nó lấy nước nè lấy nước lấy bọc đựng luôn bích đây chạy em gãi luôn chị cảm ơn nha. Bọc bên này nè dạ đây đây đũa nè để hơi vô chổng có đồ ăn á chổng nó ngồi nó cạp cạp ngồi bốc mà năm nay không có cho mướn lúa hả à? Nay nó về nó mặn à đây gãy năm luôn à, kìa, con xa kìa. Lấy bún ăn nè anh ơi bún à chú lấy bún ăn nè rồi gãy kha lấy bún nè hai chú Vinh chạy rồi chạy luôn rồi rồi lên luôn đây hết rồi đó còn nhiêu nữa sáu 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 mười ba chai nữa mười ba người nữa ba người nữa thì Phượng lấy bún ăn nó hai người hai hộp đi ha rồi không có mặn nó cho nó không có cho nguyên gia đình rồi ngừng luôn cởi đại đi để đại đi ừ đại đại xe qua không được lấy đít mình bún nè chị ơi mà vô nghe còn mười mấy hộp nữa là hết đó dạ ôi chặt bắp về cho bò ăn ha nè rồi cái này cỏ hay hiếm đứng mép trong đi đứng mép ngoài là nó ổn đi luôn cái mông mà thấy ông 39.000 thì qua lọt không ông 39.000 đó là phải về rồi đó ông 39.000 ông bự quá quá qua đây lấy bọc đi nước này chị tới 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 đúng rồi xe tới ông 439.000 tới rồi ông lấy đít miếng tôi đó bọc bên đất kìa đưa dĩa qua cho bà ba kìa đưa cô qua đây cho bà ba nè nước uống đó nó chị lấy hai chai nước luôn đây đây giặt bọc ra cho con trước đi con đẩy vô rồi ông đậu đó ông đậu đó con ngon miệng nha đậu nó chờ nó lắc tiền dạ, máu lấy hai chai nước luôn hai chai nước nghe tại đậu nó lắc mày máu xe ông máu nguyên xe luôn anh chú 39.000 ăn bún nè đưa qua cho bà ba đây đưa cái dĩa đây nào làm dĩa dạ, đây làm dĩa rồi dạ, dạ. Ăn ngon miệng chị dạ đây bé ở đây nó là hết rồi lắm ba tới đây là hết đây nè chị giặt bọc ra giùm em đi rồi chúc chị ngon miệng nha cảm ơn dạ cái gì cái gì con thằng bé lấy không lấy không không lấy tàu không lấy à không hả rồi đây còn con chưa ăn con lấy phải không nè tới đó đi lấy bún ăn nè anh cho nước kìa rồi chúc em ăn miệng nha nè ngon nước nè rồi lấy cho nước chưa có ai nữa không rồi đẩy lên luôn tám thằng nữa ông đứa là ba đứa không ôi ơi trời ơi ôi ơi trời ơi coi đứng kìa rồi ngừng luôn còn mấy hộp hết rồi lẹ lên sợ té đứng chỗ luôn nhỏ sợ con ai ta thấy cưng vậy con ai chú Hải con cha út á cháu một tâm đó nó hay ẩm đi sinh đó từ có thằng một hà mỗi người một hộp thôi con đây đúng không đúng rồi hai hộp đủ đủ chòm nữa đủ
Bé nhớ số hả? À, đi ra này, đi ra đây. Con qua con lấy hai chai nước trước đi. Đây, đi. Con qua lấy hai chai nước trước đi. Chú Hải mấy hộp vậy? Hai hộp, hai đứa. Hai hộp phải không? Chú ăn hả? Dương lấy không? Không. Không không. Còn nhóc chơi còn ta đi. Ôi, hai hộp, hai đứa rồi, hai đứa cháu. Đây, đi, đi. Lấy hai chai nước đi con. Đây là con. Bé, bé nào đó đó? Bé con bà bán thú. Con thích bọc đi. Nè, đã vô luôn đi. Ừ, hai hộp. Giờ lấy đũa đi chú Hải. Ờ, hai hộp. Giờ đi nhảy đũa đi. Giờ lấy đũa nè. Chính quọc nó đựng hai cái nước rồi. Để nó chạy bên bên. Được chưa? Chưa. Sao để nó kỳ vậy? Nè, 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 dịn đi sửa lại. Dưới bít lại. Kẹt xe rồi. Kẹt xe cứng ngắc. Rồi, cảm ơn con đây. Tét luôn. Rồi luôn rồi. Một tét luôn. Rồi, giúp con ăn miệng. Vô, sát luôn, vô, sát vô. Sát vô, xe, xe. Ảc ơi. Ảc ơi. Ảc. Ồ, mạnh lên. Gặt mạnh lên mới thấy. Bún mặn. Nói rồi. Ăn tương hả? Đủ rồi, đủ ngồi rồi. Hết rồi đó, hết nước rồi đó. Hết rồi đó. Ừ, hết nước rồi đó. Hết rồi. Ăn tương hả? Ăn mặn hả? Thôi ông thật hết rồi quê. Không có tới đó đâu. Đây còn 4 người, 4 hộp ta nè. Hết bún luôn rồi. Rồi đây. Chạy lấy đũa đi, chạy đây không có đũa ăn á. Đũa chỗ này nè. Chia cho mấy hộp, bún hết để luôn. Tiền lấy bọc cho đẩy ăn vô. Đây nè chị, để vô giùm em nha. Đủ 4 người 4 hộp hết trơn luôn đó. Rồi ai lên lấy bọc giùm đi. Lấy bọc cho nó mau. Nè nè nè. Rồi lên đây luôn. Nè lên lấy trước đi. Lên lấy trước đi con. Nè con cầm luôn hả? Nè con lấy đũa không? Con lấy đũa. Con lấy đũa đây nè. Bánh của bánh kìa. Ở đây không có. Dạ, dạy cái đi em để cho. Thôi chị lại để cho. Được không? Nước đó, rủ nước luôn đó. Đủ bún luôn hả em ba? Ừ. Dư hộp này quá. Dư hộp hả? Ừ. Kìa, cứ vẫn lấy đi. Nghe không? Bọc nè. Rồi, đây. Rồi, chú Banh ngon miệng nha. Còn hộp hả em ba? Còn hộp. Hộp nó có nước. Hộp cái đũa này nè. Được chưa? Dạ cái đấy con lấy cho con. Rồi, cảm ơn cháu. Dạ. Rồi thì hôm nay thì cũng đã trao cho bà con hết trơn luôn là 100 phần 4 thịt khè cho lại 100 chai nước nha anh Quy ơi. Thì một lần nữa em đại diện cho bà con cảm ơn rất là nhiều nha. À, thì cũng cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn lúc nào cũng luôn yêu thương và ủng hộ video. Còn bây giờ xin chào nha. Bye bye cả nhà.